đầu ta liền vô địch tập 90 từ liên phun bộ này vô phòng mô tả nhé. Người chết oan, trước tiên lấy cái đầu này của người đời bà tỷ. Chưa từng thấy có ai có thể giết chết được thiên thần. Trường An, hắn thực sự làm được rồi. Thiên thần ư, không chịu nổi một kích. Ồ, con có thể sống lại. Ngươi nhìn đi, ngươi giống một con gián đến mãi không chết. Thật là xấu xí. Ta muốn bóp chết một con xấu mỏ như ngươi. Thần cao cao tại thượng chỉ có lộ trình độ này thôi sao? Sau khi thần dụ vô dụng thì ngồi phục sinh thì vẫn là vô sinh, không có chiêu bài nào khác ư? Thì ra chẳng qua chỉ có tí thức lực này thì ra vẻ hết làm cái gì ở trước mặt ta chứ? À còn đã, cầu xin người ta cho ta. À, chúng ta không cần thiết phải như thế. Chúng ta không có lý do gì buộc phải tự chiến. Người muốn cái gì ta cho người hết. Nếu ta là con trai của Long Thần, ta đảm bảo với người. Đúng rồi, người muốn cứu đám dân ngu xuẩn này có đúng không? Chờ người đi, ta sẽ không thương tổn bộ họ nữa đâu. Ta sẽ yêu thương bảo vệ bộ họ. Ta không thể chết, ta không thể chết. Chết sẽ xảy ra chuyện lớn. À dạ, Long Thần thị tộc sẽ không tha cho ngươi đâu. Lâu lâu ta rõ ràng chỉ là phát động chiến loạn, muốn bồi dưỡng một anh hùng chiến tranh đi tham gia cuộc thi đấu tinh lực. Rồi cuộc từ lúc nào lại bắt đầu không đúng nữa rồi? Tại sao ta lại gặp phải cái lũ tồn tại kỳ dĩ này chứ? Chúc mừng ghi chủ số 2 đã giết chết một vị tồn tại cấp thần. Do địa vị của thần có hơi đặc biệt nên đã đủ để đồng hóa cơ chất trưởng. Sẽ tốn chút thời gian nâng cấp thiên bản thì mới có thể biết rõ. Hơi như là nổ cái hơi vụn quả hà, xem ra một chốc lát thì không sống lại được rồi. Có điều kỳ chủ số 2, ta còn nói cho ngài, ta là người rất trung tình. Ta chỉ tu về số 1, bởi vì giai đoạn 2 của thần khí đó ngoài ý là muốn có thêm một ý thức thao túng. Người có thể thôi đi không? Đều là tất cả mà, sự việc kết thúc thì phân thân này sẽ biến mất thôi. Thầy người không tìm không phổ như thế. Ta trông không đẹp trai bằng ta của ở phiên bản thiên mà. Bây giờ ta bị đặt là trong khe hở thời không của khí linh. Người lại còn chưa từng nhìn thấy ta. Hồi tháng rồi đám thần đó chạy hết rồi. Bỏ đi, dù sao thì mọi chuyện đều đã kết thúc rồi. Mọi người cũng là đời bình an. Trường An, làm cho ta cũng có hơi ngại đó nha. Tiếp theo chính là khí linh hoặc là thiên đạo xuất hiện rồi nhỉ. Lần này không còn rời khỏi hang cổ nữa rồi. Ôi tốt quá rồi. Hòa nhiên vẫn lỡ lại đây, không đi đâu cả thì vẫn tốt hơn. Phòng lão đầu, người không tới được đại lục của chầu thì ta phải làm sao? Người có muốn xem lại mình đã nói cái gì không? Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chúng ta vẫn có thể vững vàng ở lại đây rồi. Không được. À, tại sao không được? Đại lục của chầu đó xa. Hiện nay đại lục hang cổ đã thoát ra khỏi nguy hiểm hoàn toàn có thể. Giải quyết nghi cờ chỉ là nhất thời. Các người phải nhìn về lâu dài. Y nhất thì phải chắc chắn hướng của tương lai đừng có thay đổi. Nhất là phòng thành nhiều người. Người không đi, vậy thì thiên hạ thường sinh đâu sẽ sống đời. Đúng thế. Thật ra ta là tiên nhân tới từ tương lai. Ta quay về đây đã cấu vớt một trận kiếp nạn xảy ra với đại lục hàng cổ. Hiện nay thì mọi người đều đã ngăn được thành công. Trách nhiệm tiếp theo của các người chính là phải tới đại lục cao châu bảo vệ thường sinh tương lai. Nhưng mà nếu những cái người không tới cầu chầu thì sẽ làm rối loạn tất cả. Tới lúc đó, ngay cả đại lục hàng cổ cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí là bị hủy diệt. Nghiêm trọng như vậy sao? Nghiêm trọng là thật. Nhưng mà hàng cổ có bị hủy diệt thì tròn hay không thì ta cũng không biết. Xem ra đại lục cổ châu này ta không thể không đi rồi. Thì ra chuyện này dính dáng lớn tới như vậy ư? Vậy chúng ta vẫn là đi thôi. À không ngờ phong ta dương ta không những phải bảo vệ lục hàng cổ, còn gánh vác trách nhiệm bảo vệ đại lục cao châu, đó thật là quan trọng mà. Thiên thần của đại lục hàng cổ đã chết, xem ra ta tới lúc chọn chủ nhân mới rồi. Thiên đạo đã xuất hiện rồi kìa. Chủ nhân mới của đại lục hàng cổ chắc chắn thuộc về Trường An. Đừng thế, tôi nói vì sau đại lục hàng cổ cũng chỉ có thần mới của mình đã chế chở rồi.
Tên lực của người này thật là mạnh mẽ. Chủ nhân mới của đời lục hàng cổ mà ta công nhận chính là người. Nhiệm vụ có được hàng cổ thành công rồi. Ý? Sao vậy thế? Không phải là Trần Trường An mà là Trần Hy Nữ Thần. Chuyện gì vậy? Thiên đạo này có phải là nhầm lớn rồi không? Ý da, ta rất là khó chịu. Rốt cuộc là sao? Cơ thể sắp mất khống chế rồi. Quy định của ta đã bàn xuống thì không được phép nghi ngờ. Là chủ nhân mới của đại lục hàng cổ, mời ngươi trong một ngày tới thần điện tiến hành đăng ký chính thức tiếp quản đại lục hàng cổ. Thiếu hiệp, không cần đâu. Thiên đạo đã quyết định thì chủ nhân mới của đại lục hàng cổ là ta rồi. Mười nhiều năm rồi, lâu lùng, nay cuối cùng cũng chết. Đây vốn là một cuộc kiểm tra vừa thế. Lúc đầu ta còn không ôm hy vọng với người. Không ngờ người có thật. Cho ta bất ngờ như vậy. Khí lĩnh. Không tồi, ngươi lại làm rất tốt, yên tâm đi. Để sau khi ta hoàn thành được tiếp quản đại lục hoàng cổ này, ta sẽ thưởng cho người. Vậy nên trên thực tế căn bản là không cần, không có thần khí thí luyện gì cả. Tất cả chuyện này đều là ngươi vì là đã khiến cho ta giúp người giết chết lồng lũ tiền thể để cho ngươi mượn cơ thể được của Trường Hy để có được sự công nhận của thiên đạo thuộc đại lục hàng cổ tiếp quản tinh cầu này, có đúng không? Wow, thiếu hiệp, đầu óc của người rất nhanh vậy đấy. Ta còn tưởng người sẽ kinh hoàng. Người đoán được từ khi nào? Câu chuyện của người bị trước đó quá tệ, căn bản là không có liên kết. Như thế này làm sao khiến cho người ta cảm giác nhập tâm được đi? Người mới đầu nhất định đã tin. Ta rất để ý biểu cảm tức giận của người hiện nay đó nha. Không sai, ngay từ đầu ta đã tạo ra vô số thần khí, mỗi một món đều tồn tại một đạo phần thần của ta. Và cũng chính là khí lệnh trong lời của người. Thần khí bị đưa vào trong chư thiên vạn giới, một khi gặp được người có tiềm lực thì sử dụng thân phận của khí linh để dụ dỗ bọn họ xuyên tới các đại lục, khiến cho bọn họ vì các kiểu mục đích đối kháng với các thiên thần ở đại lục. Một khi bọn họ thành công giết chết thiên thần thì ta sẽ bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lấy đi quyền sở hữu của hết đại lục. Mà sau đó thì tất cả các sinh linh trên đại lục này đều sẽ trở thành nguồn lực lượng của ta. Vì tu vi của ta mà dâng hiến sinh mạng quý giá nhất của bọn họ. Cái gì? Cũng tức là sau khi thiên thần chết thì đại lục hàng cổ không có người nào bảo vệ, ngược lại sẽ bị thiên thần khác cướp đoạt ư? À được rồi, ta còn phải tới thần điện một chuyến thì tất cả chuyện này mới kết thúc được. Các người cố gắng lợi dụng thời gian còn lại tạm biệt lần cuối phiến đại lục này đi. Thường Hy, Trường à, tuyệt đối không thể để cho nàng ta đi đăng ký thành công, nếu không cả đại lục hoàng cổ của chúng ta sẽ sống đời. Ta biết rồi, phiến đại lục này ta muốn chắc rồi. Kiểm tra được đại lục hoàng cổ còn 10 phút sau sẽ được thần thời không chính thức tiếp quản. Sau khi tiếp quản thì cả phiến đại lục đều sẽ bị nàng ta hiến tế. Nếu đây là lục hàng cổ bị hủy diệt thì nhiệm vụ thứ ba quý chủ cũng theo đó mà thất bại. Thần của nơi này vậy mà đã chết. Ta biết ngay là đệ tử của Long Thần là một tên phế vật mà, không ngờ lại chết nhanh tới như vậy. Lại là một phiến đại lục sắp bị cái chết bao trùm. Ta thích. Đây là âm thanh gì vậy? Giống như là không biết. À, giống như là truyền lời tới từ cổ thiên. Lấy nào là lợi thần? Cảnh báo, kiểm tra được thần mặt trời đã sử dụng thuật thám linh đối với đại lục hàng cổ. Cảnh báo, kiểm tra thần hậu Olympic Hera đã sử dụng thuật thám linh đối với đại lục hàng cổ. Cảnh báo, kiểm tra được thần tử dòng Adubit đã sử dụng thuật thám linh đối với đại lục hàng cổ. Cảnh báo, kiểm tra được thần sinh mệnh. Cảnh báo, kiểm tra được thần xem xét. Thì ra lại có nhiều thần như vậy à? Thần điện của đại lục hàng cổ, thần thời không thiên vong trọng, chính là này đây à? Ngược lại ta tốn mấy phút của ta mới tới được đây.
Xuyên không trở về mới phát hiện mình có 10 triệu năm trước con khá nồng. Điền linh của Long Thần thì ở đâu? Người chính là thần thời không Thiên Vong Tròn. Người sao lại xuất hiện ở đây? Điền linh mỗi một tòa thần điện của đại lục đều sẽ tồn tại một linh hồn thủ vệ, mà đại lục nhận chủ còn có được sự công nhận của hắn. Đương nhiên là vì Long tộc chết rồi, chuyện rất là thê thảm, là bị tiên nhân xé tàn sát. Tin tức này đã truyền ra ngoài làm mất mặt hết mặt mũi của thần Long thị thần tộc nhỉ? Không thể nào, một tiên nhân căn bản không thể nào làm Long tộc công tử bị thương được. Không bằng nói sẽ bị Long tộc công tử ngược đãi tàn sát mới đúng. Thật hay giả thì tự mình phán đoán đi. Đây là không có tí nghi tàu nào, chuyện này là thật. Long tộc công tử vậy mà lại bị tiên nhân này không biết tới từ đâu, họ đưa tiên pháp kỳ là áp chế Long tộc mọi mặt. Cái chi thức đơn tấn công đơn sát thủ, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Trên Trường An tới thế nào, ta sao có thể nói cho người các người biết chưa? Tiên nhân này bất buộc phải chết. Còn cháu Long tộc thần thị của ta nhất định sẽ đi sát hắn tới tận cùng tinh lực, lấy mạng người trong tóc của hắn. Chỉ đáng tiếc là ta không thể tới kịp cứu mạng của hắn. Thôi vậy, dùng lực lượng của ta trở lại cảnh tượng lúc nãy, tất cả chuyện ngày hôm nay tóm lại là phải cần có một lời giải thích. May mà được thông báo của người, chuyện này ta sẽ nhanh chóng bẩm báo lên thượng tầng ở trong tộc. Đây là chuyện trong bổn phận của mình hiểu. Chỉ là đáng tiếc đại lục này không lâu nữa sẽ bị thần khách đòi đi. Thượng thần mời xem. Chính là vì sự giá trị của lãnh địa đại lục đối với thần có hỗ trợ rất lớn, vì nên cũng có không ít kẻ địch nhòm ngó đối với lãnh địa của bọn ta. Phù sa không chỉ ruộng ngoài, nếu như người không chưa đợi bài thì đại lục hoàng cổ này giao cho người quản lý trước cũng được. Ta giúp các người vụ này thì ta miễn cưỡng nhận đại lục này thành công rồi. Lãnh địa dự trướng Long Thần đều có giá trị, có khí vận đặc biệt, một khi hướng tới sẽ khiến cho tu vi của mình tăng trưởng không ít. Chiêu mượn cáo oai hùng giết người này của người, càng dùng càng thuận tay, tuy khổ cho Trường An nhưng mà cũng tốt hơn là Long Thần trực tiếp tìm mình gây phiền phức. Ngược lại quá trình nhận chủ này có hơi rắc rối, tốn vài phút thời gian, có điều chỉ cần kết quả tốt thì không sao hết. Chờ đợi 10 triệu năm chỉ còn thuận lợi nhân chủ là được. Xảy ra chuyện gì vậy? Hiện tượng chưa từng xuất hiện, tại sao lại không thể nhận chủ? Mình đoạt lấy sự công nhận của thiên đạo trước là vì không thể dùng những thiên tồn khác đoạt lấy tư cách trước. Dùng khoảng thời gian này xuyên qua thời không, quay lại thời kỳ này để lấy đại lục, nhưng lần thứ hai vẫn không được. Vậy chỉ có hai khả năng: một là người đang khống chế ý chí của đại lục phất lờ thiên đạo ngăn cản chúng ta, cái này thì không còn lo lắng, còn chút thời gian thì có thể cùng phá. Điều khiến ta lo lắng nhất là khả năng thứ hai: khi không có được sự công nhận của thần điện thì đã thoát khỏi sự khống chế của chúng ta, tức là đại lục hàng cổ đã đổi chủ rồi. Cái gì? Ý tứ là có người trong vài phút ngắn ngủi phớt lờ thần linh chiếm lấy lệnh pháp tắc đoạt đi đại lục hàng cổ trước mình một bữa ngờ? Không, không thể nào, không ai có thể tới sớm hơn mình được. Người mau nhìn đi, ánh sáng màu vàng đại biểu cho đã nhân chủ thành công, vừa rồi chỉ là một trận gây hoảng hốt giả thôi. Chủ nhân của đại lục, tên của người sẽ hiện ra là Trần Trường An. Cái gì? Sao lại là hắn? Tại sao? Mình đợi 10 triệu năm chiếm hết thời tiên thời địa lợi nhân hòa, tại sao là hắn mà không phải là mình? Người này là ai? Trần Trường An, trong mấy phút ngắn ngủi này mà người rút cuộc đã làm cái gì? 5 phút trước. Không đúng, lâu vong đó rõ ràng vừa chết. Sao thiên đạo của nơi này đã nhân chủ mới? Thiên đạo của đại lục hàng cổ là chuyện này là sao đây? Không thấy người lại nghe thấy âm thanh trước, khoảng cách xa cửa này thì có thể áp lực cho thiên đạo, thì thực lực cũng không thể xem thường. Tên mập đó thì còn lâu mới có thể so bì không bào nổi. Đám này là tồn tại của thứ nghiền cao hơn. Nhiều thiên thần tới như vậy, chúng ta phải làm sao mới có thể từ trong tới bọn
ta lấy lại mảnh đất này đi. Theo cách thần, nơi này đã bị thần thời không thiên vong trần đã tiêu quản. Cái gì? Lại bị nàng ta hứng tiệt trên rượu. Ta là Viêm Thần Tôn. Thần thời không đó sẽ làm gì đối với đại lục dưới trướng người cũng không biết. Nếu như ngươi nghĩ ý nhận chủ lại thì bản thân có thể bảo vệ đại lục này. Nhưng mà ta vừa mới nhận chủ, một khi chiến dịch bị thời không phát giác thì thiên vong trần nàng ta rất dễ đánh nhau. Nhưng dễ đánh nhau thì có tác dụng gì? Chẳng qua chỉ là thần tinh dù không có chơi dừa. Nếu như ngươi nương nhờ ta thì ta sẽ giúp ngươi trở thành đại lục mạnh hơn, thậm chí là trở thành vùng đất cường thịnh. Vùng đất cường thịnh ư? Vùng đất biến mà gì thành vùng đất cường thịnh? Mô già nữ hoàng, ngươi ngược lại bỏ vốn nhiều đấy. Chỉ là ân duy nhỏ, không tới mức mà phải bỏ vốn. Ngược lại ở trong cục diện của các thần miếu lãnh địa từ như thế này thì có thêm một cái trùng quỳ có thể giúp đỡ cho mình. Mà hiện nay đại lục hàng cổ quả thực là vùng đất mạnh gì, là tồn tại cấp thấp nhất ở trong cả phiến tinh vực. Nếu như thực sự lại có thể trở thành vùng đất cường thịnh, vậy thì chỗ tốt cũng mang lại sẽ cuồn cuộn không dứt. Nhưng mà muốn nhận chủ lại thì phải vứt bỏ phần lớn khí vận mà đại lục hàng cổ đã tích lũy được. Từ lúc đó thì nơi này sẽ trở nên hoang tàn vô cùng, ngay cả vùng đất mà gì cấp thấp nhất cũng không thể nào so nổi. Nếu như các vị giờ quẻ ông là bị thần thời không tìm tới cửa ta, thiên thần cao cao tại thượng cũng thích vẽ bánh to à? Theo như ta thấy thì các người không bàn suy nghĩ hợp ta với ta. Để sau khi ta trở thành chủ nhân của đại lục hàng cổ, thiên đạo tự nhiên cũng sẽ phải nghĩ ta hợp tác với người ư? Một tiền nhân vậy mà lấy vốn tướng bàn chuyện hợp tác với thiên thần. Đây thực sự là câu chuyện buồn cười nhất mà ta đã từng nghe. Đâu có gì tâm vọng tưởng nữa, ta lại thiên đạo từ xuống đến này chỉ nhận thiên thần làm chủ. Ta đã cho các ngươi rồi thì đừng có hối hận đi. Thiên đạo này không bao lâu nữa sẽ lần nữa chấp tỳ dân đại lục cho người khác. Phải mau chóng tìm cách giải quyết công việc này. Thời gian trừ lại cho mình không còn nhiều nữa rồi. Về cho ta đi. Ta đã biết hết tất cả sự việc trong ký ức của người. Người đoán là ta đã nhìn thấy cái gì? Giải quyết xong con sâu to đó rồi sao? Còn có thể tâm linh cầu thống. Ta vừa tìm được cổ thiên tình là dẫn trận cho do trên đức thần sứ bố trí trước kia. Tuy đã bị thần linh cho đẻ phá hủy, nhưng mà dưới đống đồ nát có xuất lại mất trận tàn thế. Sau khi ta nhìn thấy cái trận này thì ta lập tức có một cách. Cách thì ra là như vậy à? Đã tiên kiếp qua rồi, là một chú ý không tỳ để ý số 1. Được, vậy thì tiếp theo số 2 người hỗ trợ ta. Rất lâu rồi không dùng tính năng của hệ thống rồi. Sinh linh gian vật, trước tiên thì để lại ký hiệu đường này cho Trường Hy, vì đã tránh sự xuất hiện của nhân tố không thể kháng lại, hiện nay vừa hay lợi dụng tới. Khôi phục kết nối của truyền tống trận, mở rộng lĩnh vực vô địch tới đại lục hàng cổ. Cách nhìn như dễ dàng, nhưng mà vẫn cần có một người ở đại lục cửu châu kết nối với mình. Người này buộc phải giới về lực lượng truyền tống không gian. Trường Hy, sự việc rất nhanh sẽ được giải quyết. Đừng có quên báo tiền cho sư muội của cô. Sự việc sẽ được giải quyết. Có thể liên hệ được với mùi ấy. Trường An có gì muốn nói sao? Chuyện một cầu thấy chết ta là được rồi. Nói là sư tỷ à, ta có chậu tiên tống trận đó sao lại đứt rồi? Ta không quay về đây nữa. Ui, chuyện này là sao đây? Ta nghe thấy giọng của Trường An, người đang ở bên cạnh sau. Người không sao chứ? Hàng Hy, chúng ta chia tay đi. Ta có người trong lòng rồi. Cô làm rất tốt, là chúng ta không phù hợp. Cô ở cố chào đi, đừng có quay về nữa. Cái gì? Người trong lòng, bên cạnh hắn chỉ có một mình là nữ nhân. Lý nào hắn ấp ấp uống như vậy, anh lý nào hắn cũng thích mình. Vậy sư muội làm sao đi? Sau khi muội ấy biết thì nhất định sẽ phát điên. Đồ cặn bã. Là cổ thiền là diễn trận của sư phụ. Tốt quá rồi, có người đang sửa nó. Mình nhất định phải dốc hết lực lượng để kết nối với truyền tống trận này.
Trần Trường à, đừng hông đá ta, muốn đá thì chỉ có thể là ta đá ngươi. Sinh linh, vạn vật, mở rộng. Các người, nhìn kìa. Truyền trống tận đã bị phá hoại, lại đang dần dần hồi phục lại. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Chưa kết thúc đầu, trên tinh cầu sinh định ra một cố lực lượng rất khác thường. Truyền thống trận này lại là sao đây? Ê là có thần khác âm thầm ra tay, muốn cường chế chiếm lĩnh đại lục hàng cổ. Cường chế chiếm lĩnh? Các người nghĩ nhiều rồi. Đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn cầu sống của một đám kiến hồi thôi. Đúng thế, có chiếm lĩnh đại lục bồn thỏa nhất là nhân chủ. Ngoài điều đó ra, nếu như cường chế xâm nhập chiếm định thì sẽ chịu sự thôn vệ của pháp tắc tinh lực. Dùng đất mang gì này không đáng để cho bất kỳ một thiên thần nào bỏ ra cái giá lớn như vậy. Muốn thăm dò thực hư thì đi lên xem không phải là biết hay sao? Sao lại là một con thiên ma cổn cổn? Hắn từ đâu lại có loại lực lượng này? Xem ra tỷ súc sinh này có không ít bí mật. Giờ hay còn chưa trả mối thù của thần sứ của ta để bị hắn giết. Tuy phần hồn này của ta không bằng một phần vạn của bản thể, nhưng mà hủy diệt hắn thì dư sức. Mũi chích rồi. Chỉ vậy thì sao? Cái thứ khôn kiếp vậy mà lại dám dùng ánh mắt nhìn sâu bộ đó nhìn ta. Tương mạo giống y hệt với tiền nhân ở hạ giới kia, là phần thân sao? Lùng lù mà ngươi giết thì có cấp bậc thấp nhất ở trong tất cả các thiên thần. Hàng chàng quà là ý vời dành của cha hắn mà tạc quẩy, mà bọn ta là thiên thần trải qua vô số kỷ nguyên, leo lên tới đỉnh phong, thoát lì luân hồi của thế gian, cuối cùng là nắm giữ thiên đạo. Người chân quà chỉ là một thiên ma còn còn ở trong mắt bọn ta, nhỏ bé như là một con kiến. Ta một chết người, căn bản không cần dùng hết sức. Cô Dương Tồn Đế đã sử dụng một phần trăm thực lực rồi, liệu có quá hạ thấp thân phận hay không? Thú gì mà, thú gì, bóp một con sâu mà dùng thân pháp có cường độ cao cũng không tệ, cũng chỉ có một mình ta. Ký chủ đã lưu toàn bộ thần linh ra tay với ngài vào kho dữ liệu, ghi chép sẽ mãi mãi không xóa đi. Phần thân của ngài có nguy hiểm, hãy cách tự xà công kích của các thần. Nếu như ta trông đi, truyền tống trận ở đằng sau sẽ mất. Ký chủ, phần thân thiên ma của ngài đã bị cách tầng hủy diệt. Ý thức dung hợp, đầu mộ ý thức kết hợp hai thành một. Đi rồi, cảm giới đạo đức đã được truyền tới rồi. Cái đó cũng đã hoàn thành. Rất tốt, trước tiên thì bao trùm cả phiến đại lục cấu trụ cho ta. Rõ, đã trừ điểm lĩnh vực tương ứng, bao trùm thành công. Sau đó thì ghép tất cả mảnh vỡ thế giới vực còn lại của ta, trước đó thành thế giới vực. Chỉ định lĩnh vực vô địch là đơn vị có mục tiêu, mở rộng giới vực tới đại lục hàng cổ. Hóa sao còn có cái loại thao tác này kia chú à ngài? Sao hả? Thì ra còn có chuyện mà hệ thống người không làm được hả? À kia chú à ngài, ngài còn chưa có chuyện gì mà ta không làm được. Ta mở rộng giới vực, mở rộng thành công, cuối cùng tiêu diệt toàn bộ tất cả điểm lĩnh vực của ta, bao trùm đại lục hàng cổ, nắm lấy mảnh đất cho lậu tử. Rõ. Đó chỉ để bao trùm đại lục hàng cổ, mấy cái chủ hưởng dụng. Tiếp theo để ta quét sạch mấy cái tuần rác rưởi này. Hạng nuôi hắn là muốn quét sạch chúng ta kìa. Phải làm sao đây, phải làm sao đi? Còn kiến cổn cồn. Hả? Gió không ngăn chặn được thân pháp của hắn sẽ lại mất đi tác dụng. Của ta lại mất đi tác dụng rồi. Còn đã, sao trên người hắn lại xuất hiện ký hiệu của đại lục nhận chủ? Chuyện này sao có thể chứ? Ngoài rốt cuộc là ai? Trường An, ngươi. Khi chờ đợi giết chết phân hồn của viên thiên tôn, phân thưởng phong phú đầy lựa chọn. Khi chờ đợi giết chết được phân hồn của tử vong chủ thần, phân thưởng phong phú đầy được lựa chọn. Khi chờ đợi giết chết được phân hồn của một mồ giả nữ thần, phân thưởng phong phú đầy lựa chọn. Chúc mừng khi chờ đợi chiếm lý đại lục hàng cổ, hoàn thành nhiệm vụ thứ ba. Cả thần đã bị mình còn có lợi thu hồi vừa lời vừa rồi không ta? Trần
Trần Trường An đại nhân, a xin hãy tạ thứ cho tiểu nhân có mắt không tròng. Từ bắt đầu từ bây giờ, ngài chính là chủ nhân duy nhất của đại lục hàng cổ. Người không phải là nói thì đó sẽ công nhận ta làm chủ y sao? Đó là những lời mà tiểu nhân đã nhất thời ăn nói lùng tùng, xin đại nhân tha tội. Cơ thể trọng nhị mặc biểu sắc phân thân của các thần, hắn chắc chắn là chi dấu thực lực, số ra ít nhất phải là thần cấp. Hơn nữa hắn còn vòng qua pháp tắc cũng chỉ chiếm lấy đại lục này, thậm chí cũng không kiên kỳ gì mình, rõ ràng là không sợ bị can trả. Loại tồn tại này nói gì cũng phải nịnh nọt. Đáng tiếc là ta vẫn thích cái dáng vẻ không tường phục trước đó của người hơn. Anh đại nhân, cầu xin cái gì hãy nói mấy câu tốt đẹp giúp ta đi. Những lời trước đó của ta thật sự là đó cũng là bảo vệ đại lục hàng cổ mà thôi, hoàn toàn đồng nhất mục đích với các người. Hả? Cái này, nam nhân này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Vậy mà lại có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế này, hết lần này tới lần khác khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Kỳ đó hết Trường An thực ra lời thiên đạo nói cũng không sai. Ôi, ta ngược lại cảm thấy kẻ đứng đầu như thế này trực tiếp sự luồng, không để lại hậu họa. Đã kết toán xong, lĩnh vực còn lại của ký chủ ở hiện giờ là 1514 điểm. Sau khi ký chủ giết chết lầu mồ, có thể chọn phần thưởng dưới đây. 1 là 10% tiến độ phân tích phân thần thiên thần. 2 danh hiệu người giết chọc thiền long, hiệu quả nhắm vào toàn tộc của thiền long thần thị. 6 thương mở phần thần gây ra với kỳ đó sẽ kèm theo phá giáp. Đúng rồi, nhắc nhở một chút, hiện nay ý hận của tộc lòng thần thị đối với ngài đã đạt tới 20%. Một khi ý chí hận đạt tới 100%, ký chủ sẽ bị long thần tộc truy sát ở tầng vực, chồng không có nơi để chạy trốn. Là phần thưởng 1:2. Tuy là hiệu quả kèm theo của danh hiệu này rất có tác dụng, nhưng mà sau khi tiến vào tầng lực thì chưa chắc chỉ gặp mỗi tộc long thần. 2 danh hiệu giết chết người chọc thiền lồng, hiệu quả nhắm vào toàn tộc long thần thị. Sa thường mà phần thần gây ra với kỳ đó sẽ kèm theo pha giáp. Một khi đụng phải tộc khác thì danh hiệu sẽ mất đi tác dụng, ngược lại không bằng phần thần thiên thần. Ta chọn phần thưởng 1. Hơn nữa hoàn thành 3 nhiệm vụ sẽ có phần thưởng điểm lĩnh vực nhiều hơn. Mà hiện nay cửu châu đại lục hàng cổ đã bị bao trùm toàn bộ, tạm thời thì không còn vội để đổi thành điểm lĩnh vực nữa. Đều đã nhận được 10% tiến độ phân tích phần thần thiên thần cho ngài. Phần thưởng dưới thiên thần còn lại cũng đã được làm mới. Mấy cái chủ tiếp tục lựa chọn, không còn lựa chọn nữa đâu. Đợi tất cả tiến độ phân tích của phần thần thiên thần cho ta, mau chóng hoàn thành phân tích phân thân thiên thần. Đợi tất cả thành công, tiến độ phân tích phân thân thiên thần hiện nay của ký chủ là 10,5%. Do lần này có phần thưởng khác với trước đây, hệ thống thưởng cho phân thần có thể sử dụng lĩnh vực vô địch trong 1 phút ở trong lĩnh vực. Cái gì? Còn 10,5%? Hệ thống à, ngươi có nhầm lớn hay không vậy? Phần thưởng của long tộc đó là 10% rồi. Hay sao? Mà tại sao phần thưởng tử dòng của các thiên thần chỉ cộng lại không được, chỉ được lại có 0,5% thế? Bởi vì những người này chỉ là phần thần mà thôi. Nếu như ký chủ có thể giết chết được chân thần của các thần thì phần thưởng tự nhiên sẽ hậu hĩnh. Xem ra phải mau chóng lôi ra phần thần thiên thần này, là phải vào hang ổ của thiên thần tiêu diệt mấy chân thần mới được. Nhưng mà cũng không sao, dù sao bây giờ sự việc đó về cơ bản đã giải quyết, Tường Hy cũng sẽ không chết nữa. Chỉ là năng lực còn lại của thần khí vẫn phải có được. Thần thời không đúng không? Nếu như ngay từ đầu đó là cái bẫy lừa gạt, vậy thì ta chỉ có thể trực tiếp từ trong tay của người cướp đoạt lấy lực lượng của thần khí. Đại lục hàng cổ đã hoàn toàn thuộc về mình. Tiên nữ tờ đó sau khi phát giác nhất định sẽ quay về. Hà Tổng, đã ý kỹ cho ta. Một khi khí tức của thời không xuất hiện ở trong lĩnh vực vô địch thì lập tức thông báo cho ta. Trần Trường An đáng chết, vẫn còn muốn giữ lại cái mạng hiền quán. Nhưng mà nếu như người dám ám toán ta, vậy thì ngươi cũng không cần tồn tại nữa rồi. Trần Trường An chính là hồn thủ giết chết lâu lòng. Lúc này ta đi giết hắn thì điện linh người đời ta ở đây đừng có di chuyển. Công tiến thần thời không, với thực lực của thiên vong tròn, tương tỳ bấp một cái thì có thể khiến cho thời không của cả thế giới này xảy ra chấn động.
Bất luận là người đó dùng cách gì đã bỏ qua thân điện tiếp quản đại lục hàng cổ. Một khi thiền vọng trơn toàn lực ra tay, thì hắn nhất định sẽ chết. Hơn nữa lại chết rất thảm. Có điều cái chết của lưu vọng có nhiều ẩn khúc. Có lẽ cũng là nàng ta ở đằng sau giới trà quỷ. Vốn là một chống thông báo cho trong tộc, tránh để nàng ta chạy. Đại lục hàng cổ này sao lại khác trước đây rồi? Linh khí trong đại lục vậy mà lại tăng vọt rất nhiều. Đặc biệt là một trời một vực với vùng đất mà gì trên đây. Nơi này vậy mà lại có thể chịu được 10% lực lượng lúc này của mình. Khiến cho đại lục này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiểm tra được thần thời không đã xâm nhập vào trong lĩnh vực vô địch. Trần Trường An, ta sẽ khiến cho người nói rõ cho ta biết tại sao đại lục hàng cổ này lại biến thành của người. Khiến cho người quỳ ở dưới chân của khí lĩnh. Chuyện gì vậy? Mình vậy mà không tự phát giác ra sự ra tay của hắn. Tiểu nữ tặc à, Trần Trường An, con cá tạp nhà người vậy mà lại dám cút ra cho ta. Chỉ có vậy thôi à? Chị này, sao lại thế? Tôi là thần, một tiên nhân cũng còn sao có thể sở hữu năng lực áp chế ta? Còn không chỉ vậy đâu, thần ký của người ta cũng thù. Nhắm vào thần ký đặc quyền của thần thời không, bắt đầu phân tích phục chế đuổi. Đây chỉ vòng tưởng cái tài nắm giữ chính là lực lượng thời không. Trừ khi ngươi là thần tập, nếu không có tiền phú mà tì tiệt đoạt lấy thì chỉ sở là phản vệ chính mình. Hơn nữa phục chế thành công 100%, lực lượng thời không phạm vi thích hợp sử dụng chỉ giới hạn ở trong lĩnh vực vô địch. À, người vừa nói cái gì? Người thật là thần kỹ gờ gớm hả? Hiện nay tương lai của hàng cổ này đã bị thay đổi hoàn toàn. Ngay cả thời không sau này cũng sẽ xảy ra thay đổi không thể tin được. Ta đoán là trong lòng người lúc này sớm đã rối thành một hồ tương rồi. Tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ việc triệu hoán ta tới thời không này. Hiện tại ngươi đối với ta mà nói thì đã không còn tác dụng. Giết hay giữ phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Trừ việc không đến như vậy chứ. Không ngờ kẻ mà mình đích thần dẫn tới đây lại tính cớ mình, còn là một tồn tại vượt quá thường. Biểu cảm của ngươi là ý gì? Làm như là hai chúng ta đã làm rồi vậy. Ngươi có mà. Tên Trường An xảy ra chuyện rồi. Trường Hy, đại lục hàng cổ, đại lục hàng cổ bị vây giết rồi. Bây giờ có vô số phần thần, tiên thần giáng làm đại lục. Nói nơi này có khí vận cực lớn gì đó, chúng ta phải làm sao? Trần Trường An, ngươi chi dội đánh nhậu thì có tác dụng gì? Vẫn là không chích tâm à? Cứ phải ở trước mặt những người khác dáng vẻ thiên thần. Ngươi và ta đều không có bất kỳ một thế lực nào, cơ thể nương nhờ thực lượng cá nhân thì có mạnh đến đâu thì có thể đỡ được nhiều thiên thần liên thủ cùng lúc hay sao? Đời lục hàng cổ đó của người sớm muộn gì cũng sẽ bị các thần phân chia. Trần Trường An, người không bảo vệ thì đâu? Nghe cho rõ đi, người thực sự còn phải sợ hãi chính là bọn họ chứ không phải là ta. Đã thành như thế này rồi mà cũng không chịu khuất phục à? Nếu như không phải thời gian không đủ, ta nhất định sẽ xiết cái miệng này ra. Đồ ngu xuẩn, tưởng tháng thì có thể đối kháng được với tiên thần Phật ư? Không tự lượng sức mình. Trần Trường An, một chút tàn hoàng vàng tường ánh sáng giữa hết tiên thần thì như thế nào đây? 30 giây trước châu nhận đại lục Trần Trường An. Chưa từng nghe tên. Đừng có khinh địch, người này có thể đoạt được đại lục dưới mí mắt của mấy thần phần thần thiên thần, ít nhất cũng phải là cấp bậc bán thần. Thần chết chóc, nữ thần cây, trong loại tinh vực xa xôi này thì đều là kế tạo lao thôi. Ta thấy hắn thì không sao được với cộng lông của ta. Hơn nữa
Ta nghi ngờ hắn cơ năng đã dùng lén chân thân hạ giới. Nếu như không thì tỷ đối không thể bỏ qua thân điện cuồng chớ đột lấy cái nơi này. Có lý tám đại thần tộc của thần vực sớm đã bị hạ lệnh cấm không cho phép chân thần của thần giới đại hạ. Xem ra người này 80% là thần tình dù, không có bối cảnh cho vừa. Một thần tình dù còn còn, vậy mà lại dám nuốt riêng đại khí vận của nơi này, lá gan của hắn to lắm. Như vậy thì chúng ta không còn lo nỗi lo về sau nữa rồi. Không có danh hiệu đến thần sợi dài cũng không phải, còn là một thần tình dù cũng tức là có thể tùy ý giết rồi. Cái gì? Chúng ta liên thủ giết thần ở nơi này, đột đi khí vận, giết. Chào mừng quý vị Trường An. Hắn có tiếp tục chiến đấu như thế này, cơ thể nhất định sẽ không chống đỡ nổi. Hắn ngạo mạn vô lễ, ngông cuồng tự đại như thế, nhất định sẽ phải trả một cái giá đắt cho điều này. Trường An, cho dù ngươi có cảnh giới vượt thần, nhưng mà với số lượng thần này, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu hao chết người. Thưa thần, xin người ra tay cứu tướng cứu. Xin người cứu Trường An, cứu đại lục hàng cũ. Uống cho ta từng bàn cho người lực lượng của thần khí. Ngươi nói lời này không thấy nhảm mà. Ta dựa vào đầu mà phải đối tội với nhiều thiên thần đi cứu một người nhất định sẽ chết. Bọn ta không cần đánh tới mức mọi người sống ta chết. Kiếm thơm nhiều bàn, kẻ địch nên ít đi thì cũng rất quan trọng. Chứ dù chỉ là có một lần, ta là bạn, ta có thể giúp cho được hắn cũng là điều tốt. Câu xin người. Ngược lại có một chút đạo lý, nhưng mà ta từ chối. Bạn bà thì có tác dụng méo gì? Bọn họ sẽ vào lúc nghi cúp giúp người không? Ngươi là quá tốt bụng nên mới có kết cục bi thảm như thế này. Huống chi phiến đại lục này của người sớm đã bị các thần phát hiện. Hiện nay vì đã hấp thụ đại khí vận đó, bọn họ tất nhiên sẽ triệt để phá hủy nơi này. Đại lục hàng cổ đã định sẵn sẽ bị hủy diệt rồi. Ngươi cũng không cần cầu xin ta nữa. Muốn dĩ nó như ngon ngỗng để ta tiếp quản đại lục hàng cổ, thì các người căn bản không cần chịu đến nỗi khổ này, còn có thể đi một cách dễ chịu. Mà tất cả chuyện này đều là do Trần Trường An đáng chết đổ hại. Thường thật, Trường An hắn từ đây trải qua các chiến dịch lớn nhỏ. Ngồi miệng thì hắn không nổi, nhưng mà trong lòng nhất định sớm đã rất mệt. Hắn không hỏi nguyên do cớ bồn ta từ địa ngục dầu sôi lửa bỏng ra ngoài. Hắn không nên có kết cục chết không toàn thây. Hắn là anh hùng của tất cả bồn ta. Ta thay mặt tất cả mọi người của đại lục hàng cổ cầu xin người. Nơ cười. Không mà như vậy, ngươi đi tìm Trần Trường An cầu hắn nhận tất cả quyền đại lục này cho ta. Ta sẽ từng tiện giúp hắn vượt qua kiếp này. Ngươi nói là muốn giúp ai đổ kiếp cơ? Khi chủ thành công di chết phần thần của thần di chốc, có được 0,1 độ phân tích phần thần thiên thần. Khi chủ di chết được phần thần của nữ thần cây, có được 0,1 độ phân tích phần thần thiên thần. Khi chủ đã thành công di chết được nữ thần bằng sườn, có được 0,1 độ phân tích của phần thần thiên thần. Khi chủ đã thành công di chết được phần thần của chiến thần liệt hỏa, có được 0,1 độ phân tích phần thần thiên thần. Ngứa da rồi à, người muốn chết rồi. Chào Trường An, người không chống đỡ được nổi tới cầu xin ta ư? Như vậy đi, ta chỉ cần người ngó ngón quỳ xuống dập đầu ta 3 cái thì lão đường ta đã phát từ bi giúp ngươi một tay như thế nào? Hả? Quỳ trước người ư? Thiên vong trần người có phải là chập mạch rồi hay không? Nên không hiểu rõ hay không? Hay là không? Là người không nhìn rõ rồi nói tiếp đi. Nhìn cái. Hả? Kết thần biến mất hết rồi. Kết thần hạ giới, một mình Trần Trường An thì kỳ diệu, thật sự kỳ diệu. Không sao rồi, chúng ta an toàn rồi. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảnh tượng đáo ngờ từ già. Có giỏi thì các ngươi tự tới đi. Người thích quan sát bị quầy quét, thực lực của kết thần đều không tệ. Tại sao trong nháy mắt đã biến mất? Đi. Cái gì?
Đang rầu không đủ người để cho ta giết đấy. Đang chết tư lý của Trường Trường An, sao lại khủng bố như vậy? Trường ít bản lĩnh thực sự của bản thể qua đây, cho hắn biết mùi. Chúng ta lên. Địa bị mất hết rồi. Chỉ trong nháy mắt mà thiên thần của các tinh vực này đã bị giết sạch rồi. Hơn nữa đã bị hắn miêu sát. Vừa rồi ngươi nói cái gì ta nghe thấy hết rồi. Mình rốt cuộc lại đã triệu hoán một quái vật gì tới đây thế này? À, có chuyện gì thì ngài có vị nổi, ta nhất định có thể giúp ngài. Ta thực sự là ngược lại có một chuyện muốn hỏi người. Có cách gì có thể thu hút được nhiều thiên thần tới đây nữa không? Tốt nhất là cái loại mà thiên thần cực kỳ trâu bò ấy. Hả? Còn muốn khiến nhiều thiên thần tới đây hơn nữa ư? À có. Chị ra, xảy ra chuyện gì vậy? Nhị tiểu chủ. Lồn lồi đại nhân. Ngồi ý muốn chết đi. Thần thời không vốn là muốn gì nhúng tay vào tiếp quản đầy lục hàng cổ quản. Nhưng lại bị một kẻ tên là Trần Trường An đột mất. Ồ, tộc Long Thần Thị, nhị công tử Long Hòa. Ta luôn cho rằng là thiên vòng tròn và ai đó hợp mưu giết hại nhị thập nhị đệ, lại dám động vào người của Long Thần Thị chúng ta. Bộ họ buộc phải trả giá. À, nhị thiếu chủ có dự tính? Ta muốn sử dụng Long Thần Kỵ, thập phương dị thần trận. Cái gì? Phế tinh vực đó vừa xuất ra Long Thần Kỵ này là bao gồm tất cả các tinh cầu ở trong đại lục hàng cổ đều sẽ bị diệt hết. Nhưng nơi đó lại còn có rất nhiều lãnh địa do thần sờ dài khác quản lý. Chúng ta làm như vậy nhất định sẽ gây thù hận với hắn, với bọn họ. Tới lúc đó thì những thần linh đó đều sẽ tới trả thù. Nhị tiểu chủ ấy suy nghĩ kỹ lại. Huỳnh trưởng không ở đây, ta làm chủ. Một kiến hôi thì có gì đáng sợ? Khi có đủ thực lực thì con kiến chỉ xứng bị người giẫm dưới chân. Nam nhân này uy hiếp ta, nếu không dụ thần linh trình thời dài tới thì hắn sẽ xử ta. Lúc này nếu như ta phần thần thì sẽ không sợ hắn, nhưng mà có thể này can dự vào quá nửa tầng lực của ta, cũng chỉ có thể tạm thời nghe theo lời của hắn. Chỉ có thể tạm thời nghe lệnh của hắn thôi. Tiên vong trời, ngươi truyền âm cho ta, lão nói là muốn tận đại lực viên cũ này cho ta là thật sao? Ngự sơn hạ đế, thiên thần hạ đế, ngươi giữ cửa từ vị thiên thần trùng dài. Thần tình dự lại không có bối cảnh, là muốn tấn cấp là vì muốn buộc chào hỏi với hắn và tầng tộc của hắn là thật. Ở thời không có kỹ nghi này thì không qua bao lâu nữa thì ta sẽ tưởng hắn ít tinh cầu, kéo hắn giúp đỡ, ta mới có thể tận tới thiên tờ trùng dài. Coi như là ngươi thức thời đi, một chút thù hận đó của chúng ta sẽ kết thúc từ đây. Tuy nhiên không gian kỷ nguyên lần này hoàn toàn đã rối loạn rồi. Đây thiên vòng trần, người ám tuấn lão tử, ta và người không đoán trời chung. Chúc mừng kỳ chủ đại diện chết được phân thần của thiên thần ngồi sơn hà đế, đã tự động chuyển hóa điểm đỉnh vượt thuộc đổi 1,3 phần thần thiên thần, một mình chống 10 người. Như thế này cũng hơi vui hơn những tán thần kỳ tới. Phần thưởng đã thông cờ sông hết. Tổng tích lũy hiện nay của độ phân tích của phần thần thiên thần là 12,1%. Những thiên thần trước đó thật sự đều quá rẻ mặt rồi. Kỳ đồ ngốc, đừng có đuổi sàng hết phần thần chứ. Chứ là một ý điểm lĩnh vực cho ta làm việc khác. Mau lên, ngươi tiếp theo đi. Này như tiếp tục cho thế này, ta hình như sắp xong đời rồi. Cứ lặp đi lặp lại như thế, lâu rồi không gặp phải thiên vong trần thi tỷ rồi. Nghe tỷ tỷ nói có một bà bội lớn muốn cho bọn ta xem là cái gì thế? Sông thừa tinh thần xuất là, sông thừa tinh thần xuất xa. À, bạn của ta rất ít, bọn họ tính là một người. À, xin người giờ cào đánh khỉ. Ý, ôi lừa chúng ta, đang lừa chúng ta, đang ta xấu xa. Chiếc thiền tình bạn lật luôn rồi.
Này nào nào, mau lên, mau gọi người tiếp theo đi. Sau này ta không thể lăn lộn ở thân giới được nữa luôn rồi. Nhân viên của người tệ quá trời à. Quen được có một tí thần này cũng không đủ để tài diệt, cũng quá vui dưỡng rồi đó. Người nghĩ bọn họ là rồng cải hả? Người có chút nâng tính nào đi chứ. Bọn họ, bọn ta là thiên thần đó. Hả? Giết thiên thần như cũng cải vậy. Ngàn vạn lần. Không ngờ đường đường là thiên thần lại có một ngày bị giết như là mổ lợn. Thật sự sống lâu cái gì cũng có thể xảy ra. Trần Trường An mạnh hơn trong tướng tượng của chúng ta. Từ lực của hắn có thể núi lật không thể đo lường. Vừa nghĩ tới sau này thì mình sẽ là sư phụ của hắn. Mình Lôn Thị Thần Điện. Nhi công tử, có tin tức của thần điện là truyền tới đại lục hàng cũ chỉ có hai thần tình dục, trong đó Trần Trường An tức là Trần Nhân Giáng Lâm, thủ của địa địa Ngốc Phải Báu đồng thủ. Phía tức này là Lời Long Thần Kỷ, Thập Phương Diệu Thần Trận. Rất mạnh sao? Cho dù chưa từng tiếp xúc với thiên thần cao đẳng, nhưng có vẻ là có thể biết được một chút về đại trận này. Phải biết đó là một trong ba đại thần kỷ của Long tộc Long Thần. Chỉ dựa vào thần kỷ này thì chinh phục vô số tinh vực, đánh không ít thiên thần ôm đầu chạy trốn. Tất cả thiên thần sờ dài ở dưới đại trận này gần như là không có cách nào được phá giải. Tại sao? Bởi vì dưới bao trùm của đại trận này, vần vật trên thế gian đều mất đi chức năng, mà tất cả các tầng lực của thần ở trong phiến thiên địa này đều sẽ không thể tiến triển. Đi núi là chiến đấu, mà ngay cả chạy trốn cũng là một điều xa xỉ. Không dễ gì đuổi hết thiên thần khác, nhưng mà bây giờ lại thấy kia mạnh hơn. Do cuộc thì phải làm sao mới có thể không khiến cho bộ họ xâm lược chúng ta? Rồi chấm hết rồi. Tuy là muốn nhìn thấy biểu cảm vẫn bất sợ hãi của Trần Trường An, nhưng mà hiện tại vẫn phải tìm chuẩn xác tới có chuyện đi. Cái đồ ngu ngốc, ta không tiếp nữa đâu. Ý mình không còn thần lực nữa, đại trận còn chưa hoàn thành thì là có lực lượng thần bí nào đi vào phong ấn mình được? Thì vâng trần, ngươi thật sự là chó không sửa được cái tộc ăn cướp cả nhà. Đừng có tưởng ta không biết người lén lút định vị cho tộc Long Thần Thị. Ngươi bờ ngoài thì ứng phó ta, thực chất là kéo dài thời gian âm thầm tiết lộ thông tin ở đây ra bên ngoài. Ây đó, không phải là muốn đại chiều của Long Thần Thị gì ta rồi nhân cơ hội chạy trốn hay sao? Trên trường à, người buồn tay, đây không phải là sự tồn tại thiếu nghiêm bậc cao mà ngươi muốn hay sao? Ta dù hắn tới ngược lại lại ngươi sợ rượu. Ta nghĩ cũng đúng, cho dù là không có tinh thần dù nào dám đối kháng với trực diện với bọn họ. Ta không đánh lại ngươi, vậy tộc Long Thần này thì có thể trị người chắc rồi. Sợ bọn họ, ta nồng nồng giết sạch bọn họ đi nè. Người nói thật thì ta còn lo lắng người không có cách gì dụ giúp ta dụ tới những kỳ lợi hại hơn. Không ngờ ngươi cũng khá giỏi. Vậy thì ngươi xem cho kỳ đi, ta muốn đánh tới bọn họ không dám dòm ngó tới mảnh đất này. Khó có thể tin được, lực lượng của màn trắng này mình không thể nào tham dò được một tí gì. Nhưng mà cho dù uy lực của đại trận này lại có thể phớt lờ tất cả. Hủy diệt nó. Ăn nó. Đó hấp thụ thiên thần lực từ bên ngoài, tự động chuyển hóa thành điểm lĩnh vực tương ứng. Ta thấy đại trận này đối với đối phương cũng không đủ bao vốn, cái giá quá nhỏ. Chuyện này sao có thể? Màn trắng hắn thi triển vậy mà lại có thể hấp thụ được thần lực của trận giết thần. Đại trận chắc khai chứa vạn vật vậy mà lại không thể ảnh hưởng gì tới hắn. Con kiến này có chút thực lực, có điều cũng chỉ có như vậy. Kéo mắt ý lời cho ta, để cho lũ kiến này thấy cái gì mới gọi là nghiền nát. Vâng. À,
Đối phương hình như có hơi vội vàng rồi. Tới cái thứ lớn hơn rồi sao? Vậy thì nếm thử cái này đi. Bấn ngược hả? Mẹ bà đó, tên uống gì đây? Đây là điều mà thần sư dạy có thể làm được cái sâu. Tung ra lông thần kỹ, trầu màn giáng xuống, nhưng mà không làm bị thường được một cộng lồng của đại lục hàng cổ, thậm chí lại có thể lợi dụng được lực lượng của đại trận chế ngược lại chúng ta. Hồi tổng à, nghe nhìn cái kỹ đây, làm sao mà không ra ngoài thì cũng có thể lợi dụng được lĩnh vực giết ngược lại đối phương. Tiến hành chuyển đổi tất cả lực lượng, vừa mới hấp thụ mở rộng màn trắng, mở rộng gấp ngàn vạn lần, gấp vạn lần, hơn trả gấp bội. Thập phương, như thần trận bị phá vỡ rồi sao? Thậm chí còn không làm bị thường một cộng lông của bọn họ. Đi. Không ngờ cái loại địa phương rách nát này lại có thần linh cấp bậc như thế này tồn tại. Vô địch rồi. Nhị thiếu chủ, ở chuyện này chúng ta rời đi ngay. Câu tộc nhận hủy tất cả các sự vụ liên quan tới tộc Long Thần ở Thứ Nguyên này. Hủy diệt lệnh địa với cấp bậc vùng đất vĩ đại ở trong Tây, tránh bị đối phương tra được bất cứ một manh mối nào. Kẻ làm trái giết không tha. Nhưng mà nhị thiếu chủ, ngài vừa rồi không phải là còn nói là muốn khiến cho tất cả bọn họ biết cái gì gọi là nghiền nát hay sao? Ta không có nói. Người ta nói chỉ là thần linh sợ dài, mẹ bà nữa chứ. Ai mà biết cái nơi đó lại còn ẩn giấu một thần linh ít nhất phải là cạo dài chứ. Ta chẳng qua chỉ mới trùng dài thôi. Nếu như thực sự trâu chọc cái lưỡi tồn tại như thế này, thì sự việc sẽ rật rùi mất. Lồng lâu lại trâu chọc tồn tại cái bậc này, đúng thật là ngu súng. Trận chiến này, người của Long Thần ta, đại thường hiền khí, bởi sống lực lượng đó đến tàn thần cốt, không mất mấy vạn năm thì không thể khôi phục lại nghiền khí. Sau khi chúng ta đi thì phiến tinh vực này cứ sắp sửa đổi chủ rồi. Trần Trường An, người rất không tệ. Xem ra trong cuộc chiến chư thần chủ tế sau này có lẽ sẽ còn gặp lại. Giải quyết xong, tới lúc quay về rồi. Chuẩn bị 1, 2. Hạ còn đã, các ngươi muốn làm cái gì? 3. Trường An, cảm ơn người đã cứu bọn ta. Ôi, không có người, bọn ta thực sự không biết phải làm sao. Mọi người hoan hô cho anh hùng của chúng ta đi nào. Cáo châu của 10 triệu năm sau luôn là lão đầu như người bảo vệ, mà lúc này ta chẳng qua chỉ là nhận trọng trách của ngươi mà thôi. Người cố gắng bảo vệ thế giới của ta, ta cũng sẽ bảo vệ tương lai của người. Thật không ngờ hắn thực sự có thể đánh thắng Trần Trường An lại có thủ đoạn thông thiên như thế này. Mình sao không lập nhóm với hắn cùng nhau mưu cầu phát triển chứ? Có hắn chống đỡ cho ở đằng sau mình, thì về sau mình bước vào thần linh trong dài cũng sẽ không nhích nhác như trước đi. Mau để Trường An xuống, các người không có lỡ tiết quá rồi. Các người kia không ta hả? Xin lỗi, bọn ta không có ý. Trường An có bị thương chứ? Những tên ngu ngốc này thật là không khiến cho người khá bớt lo mà. Người đợi đấy, ta sẽ dễ dỗ bọn họ. Người lại muốn giỡn trò gì? Trò gì chứ? Ta ở trong lòng người tỉ như vậy ư? Với lại ta làm sao còn dám hồn láo ở trước mặt người? Ta đã chứng kiến tận mắt sự mạnh mẽ vô phẩm tính của người. Ta là muốn... Muốn tầng bốc thì cũng phải xếp hàng đấy. Như vậy quá thật là rất đã. Nhưng mà ngươi vội cái vần què gì? Thiên thần thì gờ gớm lắm hả? Nếu như ta đánh thắng người thì ta nhất định sẽ giết chết ngươi rồi. Ngươi đi theo ta một chút, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Trường An, ngươi đừng để ý nàng ta. Nàng ta không tham gia được vào cái chuyện này của hai chúng ta đâu. Ngươi dẫn nàng ta tới làm gì? Đâu phải là nói chuyện gì được, sao không thể cho người khác nghe thấy? Vì ta không muốn trước mặt tỷ dân hạ giới hạ mệnh cúi đầu trước ngươi. Dương cùng bà kiếm tính toán nợ nần, ta không dám. Mình to gan suy đoán hành vi của thần thời không là muốn quy hành Trường An. Nhưng mà trước đó nàng ta lừa gạt tiên thần, đã thu hết tất cả cơ duyên nhân duyên của nàng ta,
cũng không vô cớ chọc vào công ích kỳ thủ cho nàng ta, có hàng ngàn thủ đoạn. Nếu như thực sự xảy ra xung đột cá nhân, nàng ta thậm chí không kịp đối kháng, thì có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngoài điều này ra, còn có Long tộc thần thị đó cũng tuyệt đối công tha cho nàng ta. Hiện tại nàng ta đã hết đường đi rồi, vì đã bảo vệ mình, bộ phải tiến thêm một bước dựa vào Trường An, tìm kiếm sự gia tăng hơn nữa. Những cái này thì hình như không liên quan tới mình. Ta là muốn bàn chuyện với người, ngươi hiểu cái gì? Nàng ta tới là dưới thừa, hay là mình vẫn nên quay về trở đi? Vậy người nghe cho rõ đi, bây giờ Trường Hy là người đại diện của ta, hợp tác y công, đâu phải nghe theo nàng của ta. Nàng đi, vừa rồi vẫn còn là nữ dần đó cầu xin mình, bây giờ lại ngược lại, tình này chắc chắn là cố ý. Trường Hy gì, ta người hiểu chứ? Ta không để nói chuyện với người. Ngươi biết ta dùng bao nhiêu can đảm để bày tỏ với hắn y không? Nghe hiểu chưa? Ta định liều mạng với Trần Trường An, nếu như ngươi biết điều thì cút cho ta. Hiểu rồi chứ? Là ý này hả? Ngươi muốn khai chiến với ta sao? Phiền dịch cái quỷ gì thế? Ta không muốn đối địch với ngươi. Hi nhi, chúng ta hợp tác có được không? So với ta của lúc đó thì dường như chỉ biết cúi đầu đi giải quyết vấn đề không bằng ta. Trường An, kỳ thật người coi ta là công cụ để gián bài cho con á này ư? Người được lắm, ta nhớ rồi. Sư muội vẫn chưa trở về, có còn đợi thêm không? Ta đợi quá lâu rồi, đã có bạn bè rất là sốt ruột, chứ ta tạm thời tạm biệt ở đây. Còn có một chuyện, ta xin chút nữa thì quên mất. Thời không tần tú. Wow, đây là năng lực thời không sao? Trần Trường An người giỏi lắm, năng lực ta tu luyện cả đời. Người nói lý là lý, người cầu thân thời không ta tồn tại như vậy là có ý nghĩa gì? Thật ra là không có vật dẫn gì, đi cho cả. Trước tiên thì dùng cái này dung hợp đi. Ta khắc lực lượng thời không vào trong này, ở phương diện cường độ nó sẽ mạnh hơn thần khí mà ngươi dùng trước đó. Ta đã loại bỏ tất cả các dụng phụ rồi. Tuy nhiên là tác dụng phụ này chỉ vô hiệu trong đại lục hàng cổ, tới tinh cầu khác thì vẫn có, phải dùng cho cẩn thận. Còn nữa, Trường An, cảm ơn. 10 triệu năm sau chúng ta gặp lại. Sợ ta không gặp được người thường ta chứ? Thế giới này ta lại không công bằng. Thường Hy vừa rồi đã đồng ý rồi, ngươi không thể nuốt lời về chuyện hợp tác này. Quá khứ là quá khứ, ta có bây giờ đâu có động nói lời đồng ý. Ngươi vui cái gì? Trên Trường An, ngươi quá cầu đúc ván mà. Từng làm rồi thì nói không trả tiền, bởi vì người ta không thể lăn lộn ở thần giới nữa rồi, người phải chịu trách nhiệm chứ. Ta giúp người áp lực cũng rất lớn, che chở người thì phải kết oán với rất nhiều thiên thần. Bọn họ mạnh như vậy ta đâu có đánh lại chứ. Người bị ổi hài lực vô sĩ. Trừ phi người gọi ta là cha, ta vui thì có lẽ ta sẽ đồng ý với người. Phất, không tốt nhất hợp tác được vậy thì ta đi chắc được chứ. Dù sao thì chỉ là khổ hơn trước kia một chút, chịu được khổ thì ta cũng có thể vô địch. Nếu như người từ bỏ tri cầu, ta không chừng ta sẽ thay đổi chủ ý. Vậy người rốt cuộc liệu có xe không? Phết, vậy người không muốn biết ta có phải lừa người không ư? Vậy có phải không? Không phải. Trần Trường An, người hạ tiện, ta chìm người cá đuôi. Cứ thế mà đi rồi à? Con muốn chơi thơm này đấy. Kỳ châu à, ngài có thể sống tới bây giờ thực sự là một kỳ tích rồi. Tại sao kỳ chủ lại không chịu hợp tác với thần thời không? Tìm hiểu dựa theo ký ức thì thấy sau này nàng ta sẽ là thần linh rất trâu bò, nhận làm tiếu muội không tệ. Bây giờ còn chưa phải lúc bao nuôi nàng ta. Tâm tính của nữ nhân này ngang bướng vì cái đại đoàn. Lúc này ngươi đều có thấy nàng ta quý hành rất là thật lòng. Nhưng mà bàn tay sầu lần đang gõ kịch cạch đó, về sầu không tránh khỏi sẽ gây ra một đống rắc rối lớn cho ta.
Trần Trường An cái đồ rác rối nhà người. Giải quyết một lần là được, nhiều thì có thể xếp phiền cho người đấy. Nhớ ơn, không ghi thù. Ta và nàng ta sẽ có lúc gặp lại. Kỳ Châu à, nói thật ra thì ngài động não như thế này thích hợp gì sao? Không nên không có tiết tháo những nuôi tử, mỗi tử trải qua đỉnh phòng đời người hay sao? Người có tính hỏng hức như thế này, không bằng mau chóng giúp ta tạo ra một số nhiệm vụ chất lượng cao đi. Điểm linh lực của ta không còn bao nhiêu nữa rồi, hệ thống ăn bám như người, cái gì cũng muốn ta làm thay người. Trước khi trở về, hệ thống người giúp ta làm một việc ở hàng cổ. Được. Đồ gì? Trong đầu truyền tới, hình như là có một người tên là Trần Trường An đã cứu sống bồn ta. Sư phụ, ta và các vị cùng hẹn 10 triệu năm sau, vượt qua vài dặm xa xôi, để gặp lại nhau, bao đáp đầy ân. Chốc triệu năm sau, quá nhanh.